Tính đến ngày 30 tháng 11, kho bạc nhà nước đã phát hành thành công hơn 277.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt hơn 98% kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu cho cả năm. Trong tháng cuối cùng của năm, việc huy động gần 2% còn lại không quá khó, dù có sự tăng nhanh của tỷ giá trong vài tuần qua. Việc đầu tư trái phiếu chính phủ của các tổ chức tài chính đã chậm lại. Tuy nhiên, với tổng mức phát hành trong năm nay, sau hai lần điều chỉnh tăng, đã lên đến 281.000 tỷ đồng từ mức phê duyệt ban đầu 220.000 tỷ đồng, thì năm 2016 có thể nói là năm bội thu và sôi động của thị trường trái phiếu chính phủ. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 312 năm 2016 quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi, các nguồn thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và các nguồn thu hợp pháp khác. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng vốn để phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn phát triển vốn. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư mua trái phiếu chính phủ, tín phiếu ngân hàng nhà nước Việt Nam và gửi tiền tại ngân hàng nhà nước Việt Nam. Trong trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải bán trái phiếu tín phiếu ngân hàng nhà nước Việt Nam để trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, thì phần chênh lệch giữa giá bán và giá mua được hạch toán vào quỹ dự phòng nghiệp vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2017, thay thế thông tư số 41 năm 2014 của Bộ Tài chính. Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, mã là ACB, vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm nay. Theo đó, ACB dự kiến sẽ phát hành 1.500 trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ, với mệnh giá phát hành là 1 tỷ đồng một trái phiếu. Như vậy, tổng mệnh giá phát hành đợt này là 1.500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, với kỳ hạn trên 5 năm. Mục đích phát hành là để bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung và dài hạn. ACB có thể thực hiện mua lại các trái phiếu đã phát hành trước ngày đáo hạn nếu điều kiện thị trường phù hợp.